rồi, chờ tự, chờ tự. Cái ngã tư này khẽ vào một tí nhé. Cơ tay trái. Sợ quá. Mắc rồi hả? Rất là chẳng thể yêu Adam hả? Không, có cái bà ấy, có ai nhuộm đâu. Mỗi mình đến mà nhuộm. Cả ngày đều có khách gì đấy. Sợ quá. Tóc đi mà 500. Tối hôm qua bằng giờ này mưa nhỉ? Dạ, chiều có mưa. Chiều tối hôm qua mưa. Hôm nay may quá, không mưa. Giờ này là cái đoạn cầu rồng hay bị càng xa. À, nhưng mình có đi qua đó không? Xin mình trải qua đây. Ờ, qua đây luôn. Đấy hay nhỉ, không có cảnh sát giao thông đứng đường nhỉ. Dạ. Mà chạy vẫn ngon lành nhỉ. Nói chung chỉ có đứng mấy cái điểm mà mấy cái nốt một hai thì xuyên còn lại. Hay kẹt thôi đúng không? Dạ. Chỉ mấy ngày trong tuần thì giờ tầm tầm thì cũng bị cả cũng ít tiếng cũng bị cả. Đường này hồi sáng mình đi lên Bà Nà đấy đúng không? Dạ, đường đi Văn Linh ạ. Ừ, đường đi Bà Nà đường này. Mình đi thẳng là mình vào sân bay.